Bị thoát vị đĩa đệm cần tránh làm gì? Thứ nhất, không vận động quá sức. Người bệnh nên tránh các bài tập nặng như cử tạ, đu xà, squat, ép chân, giãn cơ hoặc bất kỳ động tác nào liên quan đến uốn cong lưng và nâng vật nặng. Những bài tập này sẽ khiến cơn đau đĩa đệm ngày càng gia tăng và gây khó khăn cho quá trình điều trị. Thứ hai, tránh mang vác vật nặng. Nếu cố mang vác vật nặng hay chỉ là những cử chỉ như cúi hoặc với lấy đồ cũng có thể gây áp lực lớn đến cột sống và lưng dưới, dẫn đến tình trạng xương khớp đau nặng hơn. Thứ ba, không ngồi quá lâu. Mặc dù bệnh thoát vị đĩa đệm có thể chỉ đau âm ỉ, nhưng nếu ngồi quá lâu cũng tạo áp lực lớn lên đĩa đệm cột sống thắt lưng. Nên thay đổi tư thế đứng lên, đi lại nhẹ nhàng hoặc nằm sẽ giúp giảm áp lực lên lưng dưới. Thứ tư, hạn chế xoay vặn cúi người. Các chuyển động như xoay vặn cúi người đều chống chỉ định với người bị thoát vị đĩa đệm, đặc biệt là khi hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần. Do vậy, người bệnh nên giữ thẳng lưng, cổ ngẩng cao đầu khi di chuyển hoặc làm việc.